Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng thế giới, đã có buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội về phương pháp học tập. Đây là một trong số các sự kiện của giáo sư Ngô Bảo Châu tham gia trong dịp về nước lần này theo chương trình Cầu Nối, cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình lần thứ tư của Quỹ Hòa bình Quốc tế. Chương trình Cầu Nối, cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình lần thứ tư bao gồm một loạt các chủ đề đa dạng như chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa và báo chí nhằm xây dựng văn hóa hướng tới hòa bình và sự phát triển của một thế giới toàn cầu hóa, kết nối các quan điểm, tạo điều kiện tăng cường đối thoại và thông tin liên lạc từ Việt Nam và quốc tế. Chương trình từng thu hút sự tham dự của 38 người đạt giải Nobel, 18 diễn giả, nghệ sĩ nổi tiếng khác nhau. Tại buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội mang chủ đề Học như thế nào, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp luận của bản thân, cũng như những quan điểm của mình về phương thức giáo dục. Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò giáo dục từ phía gia đình, cha mẹ, đặc biệt là cách ứng xử của họ, điều có sự ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành hành vi nhân cách của trẻ em. Đây cũng là một cơ hội để giúp sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiểu biết và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mình trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học.